chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Lạ Thế Giới của chúng tôi. Sau đây là câu chuyện lạ. Lợn tám chân xuất hiện ở Trung Quốc. Báo Trung Quốc đưa tin một con lợn có đến 8 chân được tìm thấy ở thành phố Trùng Khánh của nước này. Con lợn quái dị này được sinh ra vào hôm 2 tháng 8 và cho đến nay vẫn sống mặc dù cơ thể mang đến 8 chân, gấp đôi một con lợn bình thường. Tuy nhiên, con lợn này không thể đứng vững trên những chiếc chân của mình, nó cũng không thể đi lại. Ngoài 4 chân giống lợn thông thường, con lợn quái dị này có thêm 4 chân ở bụng. 4 chân mọc thêm này có kích cỡ không đều nhau. Cặp chân ở gần phía đầu lợn dài khoảng 3-4cm, trong khi cặp chân phía gần đuôi dài 7-8cm. Chuyên gia sinh vật học Quách Công Nghị của Viện Động vật học Trùng Khánh nói, ông chưa từng thấy con lợn nào có nhiều chân như thế. Đột biến gen là nguyên nhân được các nhà sinh vật học Trung Quốc tạm kết luận về hiện tượng kỳ lạ này. Trong khi đó, người chủ của con lợn này vẫn đang hy vọng nó có thể tiếp tục phát triển dù khả năng này là rất nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.